tiếp tục cập nhật về diễn biến mới nhất trong cuộc chiến Mỹ-Trung. Sau khi bị Sở Giao dịch Chứng khoán New York NYSE hủy niêm yết 3 tập đoàn viễn thông lớn, cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc lên án việc này và cho rằng Mỹ đã hành động cảm tính và thiếu kiến thức. Ở một diễn biến khác trong quan hệ giữa Mỹ và Iran, nước này bất ngờ nhắc ông Trump tránh bẫy kích động chiến tranh của Israel. Còn tại Mỹ, bà Nancy Pelosi tiếp tục là chủ tịch Hạ viện Mỹ. Trung Quốc không hề giấu đi tham vọng muốn chiếm đóng các khu vực tranh chấp khi mới đây nhất, nước này đã điều tàu áp sát quần đảo tranh chấp với Nhật Bản ngay trong dịp năm mới. Liên tục có các hành động ngang nhiên và khiêu khích như vậy, nhiều chuyên gia chính trị nhận định bằng cả đường hàng không và đường biển, Trung Quốc đang muốn vắt kiệt sức Nhật Bản về quần đảo Senkaku. Quan hệ Triều Tiên và Mỹ đang có dấu hiệu khởi sắc hơn khi có thông tin cho rằng Triều Tiên có thể chia cành ô liu với Mỹ. Các thông tin đáng chú ý khác, Thủ tướng Israel thăm nhiều nước Ả Rập dấy lên đồn đoán sắp có nhiều thỏa thuận hòa bình. Tàu thăm dò sao hỏa của Trung Quốc đã đi được 400 triệu km. Và còn những thông tin nào đáng chú ý trên chính trường thế giới trong 24 giờ qua? Câu trả lời sẽ có trong FBNC Thế giới hôm nay ngày đầu tuần. Tôi trình xin kính chào quý vị. Mở đầu sẽ là những tin tức về căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Mới đây, người phát ngôn của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc cho biết, ba công ty Trung Quốc bị Sở Giao dịch Chứng khoán New York NYSE hủy niêm yết theo lệnh của chính phủ Mỹ đã ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư toàn cầu và làm gián đoạn nghiêm trọng trật tự thị trường. Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán New York NYSE đã hủy niêm yết đối với ba công ty Trung Quốc là China Telecom, China Mobile và China Unicom Hồng Kông, phát hành biên lai lưu ký của Mỹ ADR và được niêm yết trên sàn New York Exchange trong gần hơn hoặc hai thập kỷ. Ba công ty này đã tuân thủ các quy tắc và quy định của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và được các nhà đầu tư trên toàn thế giới thừa nhận. Người phát ngôn cho biết việc hủy niêm yết các công ty Trung Quốc theo lệnh của chính phủ Mỹ là động cơ chính trị và đã vi phạm nghiêm trọng các quy tắc và trật tự thị trường. Với cơ sở người dùng lớn, hoạt động ổn định, ảnh hưởng đáng kể đến ngành dịch vụ viễn thông toàn cầu của ba công ty, cũng như tỷ lệ ADR nhỏ trong tổng số cổ phiếu của họ, hành động hủy niêm yết sẽ có tác động rất hạn chế đến hoạt động và phát triển thị trường của họ, theo người phát ngôn. Người phát ngôn cũng nhấn mạnh, một số chính trị gia Mỹ gần đây đã liên tục thực hiện các động thái nhằm trấn áp các công ty niêm yết nước ngoài của Trung Quốc. Những động thái này cho thấy sự tùy tiện và kém hiểu biết về các quy tắc và quy định của đất nước. Trong thông cáo báo chí của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, người phát ngôn nêu rõ, chúng tôi hy vọng Hoa Kỳ sẽ tôn trọng thị trường và pháp quyền và làm nhiều hơn nữa để bảo vệ trật tự của thị trường tài chính toàn cầu, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư và thúc đẩy sự phát triển ổn định của nền kinh tế thế giới. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã viết trên mạng xã hội Twitter kêu gọi Tổng thống Donald Trump nên tránh bị mắc bẫy của Israel nhằm kích động chiến tranh thông qua những vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ ở Iraq. Cụ thể, vào ngày 2 tháng 1 vừa qua, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif bình luận thông tin tình báo mới đây từ Iraq cho thấy điệp viên Israel âm mưu tấn công người Mỹ rồi đổ lỗi cho Iran, khiến Tổng thống Trump rơi vào tình huống bị buộc phải kích động chiến tranh. Qua đó, ông Zarif kêu gọi Tổng thống Trump hãy cẩn thận trước cái bẫy của Israel. Chính phủ Mỹ, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ Ngoại giao Israel từ chối bình luận về thông tin này. Ngoại trưởng Zarif đưa ra lời cảnh báo vào dịp tròn một năm tướng Qasem Soleimani qua đời trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Iraq vào ngày 3 tháng 1 năm ngoái. Còn đối với tình hình chính trị của nước Mỹ vào ngày 3 tháng 1 vừa qua, theo Hiến pháp Mỹ, Quốc hội lần thứ 117 đã họp phiên đầu tiên của năm 2021 tại thủ đô Washington, D.C. Tại cuộc họp này, các nghị sĩ mới được bầu trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 vừa qua đã tham gia họp cùng với các thành viên kỳ cựu khác. Bà Nancy Pelosi tiếp tục được bầu vào vị trí Chủ tịch Hạ viện, trở thành người phát ngôn của Hạ viện. Theo Reuters, bà thắng rít sao với 216 trên 209 phiếu, trong khi đó đảng Dân Chủ đã mất ít nhất 13 ghế tại Hạ viện. Dù vẫn chiếm đa số nhưng họ chỉ còn 222 ghế so với đảng Cộng Hòa đang có 211 ghế. Bà Pelosi thuộc đảng Dân Chủ giữ vai trò là Chủ tịch Hạ viện từ tháng 1 2019 sau khi đảng Dân Chủ giành lại quyền kiểm soát tại Hạ viện. Bà cũng là nữ Chủ tịch Hạ viện duy nhất trong lịch sử Mỹ tới thời điểm này. Tại Hạ viện, bà Pelosi giữ vai trò là chủ tọa và người đứng đầu về hành chính. Giống như Hạ viện khóa 116, Hạ nghị sĩ Dân Chủ Steny Hoyer tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện khóa 117. Hạ nghị sĩ Cộng hòa Kevin McCarthy giữ vị trí lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện. Để được bầu làm Chủ tịch Hạ viện, một ứng cử viên phải nhận được đa số tuyệt đối trên tổng số phiếu bầu. Lễ tuyên thệ nhậm chức của Hạ viện diễn ra vào chiều tối cùng ngày. Trong thông điệp trước khi Quốc hội khóa mới họp, bà Nancy Pelosi viết: "Tôi tin tưởng một cuộc bỏ phiếu cho vị trí Chủ tịch Hạ viện ngày 3 tháng 1 sẽ cho thấy một đảng Dân Chủ đoàn kết, sẵn sàng đương đầu với các thách thức phía trước. Chúng ta đã sẵn sàng đưa nước Mỹ đi theo một lộ trình mới, bắt đầu bằng cuộc họp kiểm phiếu đại cử tri vào ngày 6 tháng 1 tới.
Tiếp tục là các thông tin liên quan đến tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Thưa quý vị, theo lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, 4 tàu hải cảnh Trung Quốc đã đi vào vùng biển tiếp giáp quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát ngay trong ngày đầu năm 2021. Động thái này chắc chắn sẽ khiến cho Nhật Bản tức giận và làm leo thang thêm mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa hai nước trong nhiều tháng qua. Hành động của 4 tàu hải cảnh Trung Quốc đánh dấu lần đầu tiên Bắc Kinh điều tàu tiến vào vùng biển ngoài khơi Senkaku trong năm mới 2021. Cụ thể, 4 tàu này tiến vào vùng biển ngoài khơi đảo Kuba thuộc quần đảo Senkaku và lãnh hải Nhật Bản khoảng 22 km trong thời gian từ 10 giờ 26 đến 10 giờ 46 phút tối ngày 1 tháng 1. Trước đó, trong cả năm 2020, Trung Quốc đã điều tàu đi vào vùng biển tiếp giáp Senkaku tổng cộng 333 ngày, tức 90% số ngày trong năm, và vượt xa mức 282 ngày của năm 2019. Điều này cho thấy Bắc Kinh đang ngày càng gia tăng hoạt động quân sự xung quanh quần đảo, nhằm làm hao mòn năng lực phòng thủ của Tokyo, thông qua việc thúc ép lực lượng phòng vệ Nhật Bản phải liên tục điều máy bay chiến đấu ngăn chặn từ sáng tới tối. Đáp lại, Nhật Bản đang tiến hành bổ sung 8 tàu cỡ lớn để tăng cường năng lực tuần tra. Kế hoạch bắt đầu từ năm nay và dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Theo South China Morning Post nhận định, thời gian qua, Trung Quốc đã tăng cường hiện diện cả dân sự và quân sự quanh quần đảo Senkaku, hiện nằm dưới quyền kiểm soát của Nhật Bản, với ý đồ từng bước làm suy sụp sức kháng cự của chính quyền Tokyo. Đến nay, chiến lược này dường như đã đạt được hiệu quả. Tuy nhiên, chiến lược của Trung Quốc có thể thất bại nếu Nhật Bản và Mỹ đẩy mạnh hợp tác gần quần đảo này để gia tăng nguy cơ xung đột. Trung Quốc đã điều các máy bay quân sự tiến hành hàng trăm chuyến bay trong khu vực, buộc lực lượng phòng vệ Nhật Bản JSDF phải điều máy bay chiến đấu để ngăn chặn. Tuy vậy, các nhà quan sát cho rằng mặc dù chiến thuật này đang khiến đội ngũ nhân lực và trang thiết bị của JSDF trở nên kiệt sức và cũng trở thành một rủi ro lớn đối với Trung Quốc. Từ năm 2008, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản JCG đã bắt đầu báo cáo về số lượng tàu hải cảnh Trung Quốc hoạt động gần quần đảo Senkaku. Trong khoảng thời gian đó, chỉ xảy ra một vài vụ việc như vậy, với tuần suất không vượt quá 10 vụ một năm. Tuy nhiên, từ khi chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa quần đảo này tháng 9 2012 đến cuối năm 2012, Trung Quốc đã điều 428 lượt tàu hải cảnh tới vùng biển ngoài khơi, cách Senkaku từ 12 đến 24 hải lý. Từ năm 2013 đến năm 2018, bình quân mỗi năm có 720 lượt tàu hải cảnh Trung Quốc đi vào vùng biển. Trong năm 2020, 1.157 tàu hải cảnh Trung Quốc đã đi vào vùng biển tiếp giáp Senkaku, tăng hơn 5% so với năm 2019 và gần gấp 3 lần so với năm 2012. Tháng 7 2020, Kyodo dẫn các nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản tiết lộ các chuyến bay thường xuyên của Trung Quốc đã buộc lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản JASDF xuất kích trên biển Hoa Đông từ lúc bình minh cho tới khi mặt trời lặn mỗi ngày. Kể từ đó, Tokyo và Bắc Kinh đã nhất trí tái khởi động đàm phán về Senkaku, song vẫn còn rất nhiều sự nghi ngờ cần phải vượt qua. Theo ông Derek Grossman, chuyên gia an ninh của Grand Corporation, sức ép từ các máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã khiến năng lực duy trì các hoạt động bình thường của JASDF đối với tình trạng căng thẳng nghiêm trọng. Ông Grossman nhận định, JASDF đã phải đối mặt với tình trạng mệt mỏi của đội ngũ phi công, cũng như chi phí bảo trì máy bay, và đó chính là tâm lý không chắc chắn mà Bắc Kinh muốn gieo vào các đối thủ tiềm tàng trước một cuộc xung đột vũ trang thực sự. Một chuyên gia khác là ông Timothy Health cũng cảnh báo sự sụp đổ của quan hệ Trung-Nhật có thể khiến Tokyo trở thành kẻ thù và khiến cho tình hình an ninh Trung Quốc trở nên kém ổn định hơn về mặt tổng thể. Trong một diễn biến khác, mới đây Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các quốc gia ASEAN nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược giữa đôi bên, qua đó mở ra kỷ nguyên hòa bình, phát triển và hợp tác mới cho khu vực sau đúng 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại. Ông Vương còn nhấn mạnh những thành tựu chung mà hai bên đạt được trong nhiều năm qua. Trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CGTN vào hôm 2 tháng 1, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định ASEAN và Trung Quốc đã cùng nhau tạo ra nhiều lần đầu tiên trong suốt 3 thập kỷ qua. Trung Quốc là nước lớn đầu tiên tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á và thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, đồng thời là nền kinh tế lớn đầu tiên hình thành khu vực thương mại tự do với ASEAN. Hai bên cũng trở thành đối tác thương mại lớn nhất của nhau lần đầu tiên vào năm 2020. Chúng ta cùng thúc đẩy việc ký kết RCEP, qua đó tạo nên khu vực thương mại tự do hứa hẹn nhất thế giới với dân số và quy mô kinh tế lớn nhất. Đây là một bước đột phá lịch sử trong hợp tác Trung Quốc-ASEAN. Trong bối cảnh ASEAN và Trung Quốc sẽ kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại trong năm 2021, ông Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc mong đợi những cơ hội mới sẽ giúp thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa đôi bên. Ngoại trưởng Trung Quốc cũng kêu gọi tăng cường hợp tác song phương chống lại đại dịch COVID-19, từ đó thúc đẩy phục hồi kinh tế khu vực và phát triển bền vững.
Và cũng trong cuộc phỏng vấn với mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc CGTN, Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết năm 2020 vừa qua là một năm mà các chính sách ngoại giao của nước này đã đối mặt với nhiều thách thức, do năm qua thế giới đã trải qua quá nhiều biến động chưa từng có. Bên cạnh đó là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã kéo dài trong suốt cả năm mà cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong cuộc phỏng vấn, ông Vương đã điểm lại hoạt động ngoại giao của Trung Quốc trong năm qua và chia sẻ quan điểm của mình về tình hình quốc tế. Ông Vương nói năm 2020 là một năm phi thường đối với Trung Quốc và thế giới. Trước những khó khăn khác nhau do sự tấn công bất ngờ của COVID-19, người dân trên toàn thế giới ngày càng nhận thức rõ hơn rằng tất cả các quốc gia đều sống chung dưới một mái nhà và phải sát cánh cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Trong năm qua, các chính sách đối ngoại của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đối mặt với rất nhiều thử thách. Tuy nhiên, nhờ sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng, với sự lãnh đạo của đồng chí Tập Cận Bình, chúng tôi đã làm việc không mệt mỏi để phục vụ đất nước và đóng góp công sức của mình cho sự phát triển thế giới. Trong số những nỗ lực ấy, đáng kể nhất là đấu tranh chống lại virus chính trị. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để bảo vệ lợi ích quốc gia và sự ổn định toàn cầu. Ông Vương cho biết thêm, Trung Quốc đã có những nỗ lực tích cực để xây dựng một cộng đồng vì một tương lai chung cho nhân loại và thúc đẩy sự phục hồi toàn cầu sau đại dịch. Ông nói Trung Quốc đã có thêm nhiều bạn bè trên thế giới. Nước này đã làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác với tất cả các nước, tích cực nỗ lực xây dựng quan hệ với các cường quốc, đạt được tiến bộ vững chắc trong việc xây dựng một cộng đồng có tương lai chung với các nước láng giềng. Trung Quốc đã ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP và kết thúc đàm phán về một thỏa thuận đầu tư Trung Quốc-EU. Bên cạnh đó, nước này cũng đã thúc đẩy mạnh mẽ các hợp tác vành đai và con đường, đồng thời nhấn mạnh sức khỏe cộng đồng, phát triển xanh và chuyển đổi kỹ thuật số trong việc thúc đẩy sáng kiến vành đai và con đường. Tất cả những nỗ lực này đã tạo động lực rất cần thiết cho sự phục hồi toàn cầu. Và trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Wang Jikang cho biết chìa khóa của sự đổi mới nằm ở sức sống của nhân sự. Vì vậy, cần phải kích hoạt tiềm năng của những nhân tài, đồng thời thiết lập lại hệ thống lãnh đạo, hệ thống chủ sở hữu tài sản để thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển hơn. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Wang Jikang cho biết cần phải sử dụng nhân sự một cách đúng đắn, chức danh nghề nghiệp và thâm niên không quan trọng. Điều quan trọng nhất là xem người nào xứng đáng nhất với vị trí công việc và có đóng góp được cho khoa học hay không. Ông Wang cho biết thêm, Bộ Khoa học và Công nghệ đang chạy đua với thời gian để đưa ra lộ trình và bản đồ thực hiện chi tiết và trao toàn bộ vai trò lãnh đạo cho nhà nước. Để đạt được kết quả cao, ông Wang cho biết cần phải làm việc chăm chỉ, bên cạnh đó cũng cần tạo ra đột phá trong các dự án. Làm tốt từng dự án một để phát triển những dự án cao hơn. Chuyển sang một thông tin tiếp. Thưa quý vị, theo kết quả của cuộc khảo sát được công bố vào ngày 3 tháng 1, cho thấy tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tụt xuống mức thấp nhất kể từ trước đến nay, trong khi tỷ lệ không hài lòng của công chúng đối với sự thể hiện của ông Moon đã lên tới mức cao nhất trong lịch sử. Cuộc khảo sát do Realmeter thực hiện với 1.000 người trưởng thành, có 34,1% trong số đó cho biết ủng hộ ông Moon. Đây là mức thấp nhất kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc lên nắm quyền điều hành đất nước vào tháng 5 2017. Tỷ lệ tín nhiệm này trong cuộc khảo sát trước cũng do Realmeter tiến hành công bố hôm 28 tháng 12 là 36,7%. Trong cuộc khảo sát mới nhất này, có tới 61,7% người được hỏi đưa ra một đánh giá tiêu cực với Tổng thống Moon, tăng so với 59,7% của tuần trước. Đảng đối lập Sức mạnh Quốc dân giành được sự ủng hộ của hầu hết các đảng với 34,2%, trong khi đảng Dân chủ cầm quyền nhận được 28,7% ủng hộ. Một thông tin có thể làm ấm lại quan hệ ngoại giao giữa Triều Tiên và Mỹ. Vào ngày 3 tháng 1 vừa qua, Nhật báo Korea Times dẫn bài viết hôm 31 tháng 12 năm 2020 của Wall Street Journal cho thấy là Triều Tiên mong muốn chìa một cành ô liu, nghĩa là muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ, qua đó làm dấy lên đồn đoán rằng Bình Nhưỡng có thể quay trở lại bàn đàm phán hạt nhân với chính quyền Washington trong tương lai. Theo đó, Triều Tiên đã lần đầu tiên liên hệ với một ủy ban thuộc Nghị viện châu Âu EP vài ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, và ông Lucas Mando, người đứng đầu phái đoàn EP, đã có cuộc gặp trực tuyến kéo dài một giờ với đại sứ Triều Tiên tại Berlin hồi tháng 12 năm ngoái. Theo tờ Wall Street Journal, nhà ngoại giao này đã nhiều lần nhấn mạnh Triều Tiên muốn có được mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ nếu Washington từ bỏ chính sách thù địch chống Bình Nhưỡng. Tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều đã bế tắc kể từ tháng 2 2019, khi hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un kết thúc mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. Một số quốc gia châu Âu thân Mỹ đã cố gắng nối lại tiến trình đàm phán, và Triều Tiên cũng đặt các đại sứ quán ở một số nước châu Âu, từ đó làm gia tăng kỳ vọng về sự khôi phục của tiến trình này. Tuy nhiên, do Triều Tiên nhiều lần hối thúc Mỹ từ bỏ chính sách thù địch đối với nước này, nên vẫn còn phải chờ xem liệu chế độ Kim Jong-un có quay lại bàn đàm phán hay không.
Chuyển sang một thông tin tại Trung Đông. Vừa qua, theo Sputnik trích dẫn Israel Times, trong cuộc họp nội bộ của đảng Likud, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tiết lộ rằng ông đã đến thăm một loạt các quốc gia Ả Rập trong thời gian gần đây. Các chuyên gia chính trị nhận định chuyến công du này có thể là một tín hiệu về khả năng nhiều quốc gia có thể thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel trong thời gian tới. Thông tin này được đưa ra vài ngày sau khi truyền thông Israel đưa tin chuyến thăm của ông Netanyahu đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, một phần trong chuyến công du vùng vịnh của ông, đã bị hoãn lại. Chuyến thăm dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12/2020 đã buộc phải dời lại trong bối cảnh tình hình chính trị căng thẳng tại Israel. Trước đó, đài phát thanh Kan của Israel đưa tin ông Netanyahu đã bí mật đến thăm Saudi Arabia vào tháng 11/2020 và có cuộc gặp với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Cuối năm ngoái, Israel đã ký hiệp định bình thường hóa quan hệ với một loạt các nước với sự trung gian của Mỹ, bao gồm Bahrain, UAE, Sudan và Maroc. Thưa quý vị, tại Thổ Nhĩ Kỳ, phát biểu trong một buổi lễ khánh thành một cây cầu ở miền đông đất nước, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết đảng Công lý và Phát triển AK đã xác định nhiều mục tiêu cần phải làm cho năm mới, đặc biệt quan tâm đến phục hồi và cải cách đất nước trong nhiều lĩnh vực. Phát biểu trong buổi lễ khánh thành, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, vào thời điểm mà trật tự kinh tế và chính trị đã bị lung lay và đảo lộn quá nhiều, đất nước này cần phải làm việc chăm chỉ hơn nữa để đưa Thổ Nhĩ Kỳ quay trở lại vị trí xứng đáng. Ông nhấn mạnh sự thành công trong phản ứng của Thổ Nhĩ Kỳ đối với đại dịch COVID-19 và những nỗ lực của nước này nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh đối với nền kinh tế. Chia sẻ về vaccine, ông cho biết vaccine sản xuất trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sẵn sàng để triển khai vào tháng 4 năm nay. Mới đây, thì hàng trăm người dân Lebanon đã tụ tập tại thủ đô Tripoli vào hôm Chủ nhật 3 tháng 1 để phản đối cuộc khủng hoảng kinh tế, cũng như nạn thất nghiệp và chi phí sinh hoạt cao. Đám đông người biểu tình đã tập trung xung quanh tháp đồng hồ nằm tại quảng trường Atel của thành phố. Người biểu tình diễu hành qua các con đường và hô vang các khẩu hiệu chống lại sự bất ổn chính trị và kinh tế. Họ cũng yêu cầu các cuộc bầu cử nhanh chóng và bày tỏ sự giận dữ trước sự tham nhũng của các chính trị gia. Lebanon đang phải hứng chịu một nền kinh tế bị tàn phá. Theo Ngân hàng Thế giới, dự kiến vào tháng 11 năm 2019, 50% dân số Lebanon có thể sống dưới mức nghèo khó vào năm 2020. Tình hình kinh tế càng trở nên trầm trọng hơn với các vụ nổ tại cảng Beirut vào tháng 8 năm ngoái. Vụ nổ xảy ra vào thời điểm đất nước đang quay cuồng trong cuộc khủng hoảng kinh tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát. Vụ nổ đã khiến cho ít nhất 192 người thiệt mạng và hơn 6.000 người bị thương. Sau khi trại tị nạn Lipa bị thiêu rụi vào ngày 23 tháng 12 vừa qua, Bosnia đã phải đối mặt với những chỉ trích quốc tế vì đã để cho khoảng 1.000 người di cư không có nơi trú ẩn. Trong một động thái nhằm giải quyết khủng hoảng di cư đang diễn ra, nước này vừa cho dựng lều tạm cho những người di cư đang bị mắc kẹt. Bosnia đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích vì đã để khoảng 1.000 người di cư không có nơi trú ẩn sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn tại trại Lipa vào tuần trước, ở gần biên giới phía tây bắc nước này với Kostia. Họ phải đối mặt với cuộc sống cực kỳ khó khăn trong thời tiết lạnh giá mùa đông. Người di cư đã dành 24 giờ chờ đợi để di chuyển, nhưng cuối cùng họ buộc phải quay trở lại trại Lipa, đã bị thiêu rụi trước đó. Trước đó, những người di cư đã tổ chức một cuộc biểu tình phản đối những điều kiện tồi tệ mà họ đang phải đối mặt ở Bosnia. Các nhóm cứu trợ cho biết hàng trăm người di cư đã từ chối thực phẩm và giơ các biểu ngữ kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế. Vào ngày 1 tháng 1 vừa qua, chính quyền nước này đã chỉ đạo lực lượng vũ trang dựng lều tạm cho những người di cư dưới sự điều hành của Tổ chức Di cư Quốc tế IOM. Bosnia đang phải vật lộn với làn sóng hàng ngàn người di cư từ các khu vực ở Trung Đông, Châu Phi và Châu Á, đổ về khu vực biên giới nước này giáp với Croatia, một thành viên Liên minh châu Âu với hy vọng sẽ tìm đường trốn sang các nước châu Âu giàu có hơn. Chuyển đến một thông tin về không gian vũ trụ. Theo Cơ quan Quản lý Không gian Quốc gia Trung Quốc CNSA, tàu thăm dò sao hỏa Tianwen-1 của Trung Quốc đã đi được hơn 400 triệu km vào lúc 6 giờ sáng Chủ nhật 3 tháng 1 và dự kiến sẽ đi vào quỹ đạo sao hỏa vào tháng tới. Đây là một sứ mệnh tương tự với Mỹ trong cuộc đua giữa các cường quốc về lĩnh vực không gian vũ trụ. Cũng theo Cơ quan Quản lý Không gian Quốc gia Trung Quốc CNSA, khi tàu thăm dò Tianwen-1 đến gần sao hỏa, nó sẽ cách trái đất khoảng 190 triệu km với tổng quãng đường bay đạt 470 triệu km. Trung Quốc đã phóng tàu thăm dò sao hỏa Tianwen-1 vào ngày 23 tháng 7 năm 2020, khởi động sứ mệnh thám hiểm hành tinh độc lập của nước này. Tàu thăm dò đã bay trong không gian trong 163 ngày và hiện cách trái đất khoảng 130 triệu km và cách sao hỏa khoảng 8,3 triệu km. Tàu vũ trụ bao gồm một tàu quỹ đạo, một tàu đổ bộ và một tàu thăm dò, dự kiến sẽ đến quỹ đạo hành tinh đỏ vào khoảng tháng 2 năm 2021. Thời gian hạ cánh dự kiến là tháng 5 2021, khoảng 3 tháng sau khi Tianwen-1 đến quỹ đạo sao hỏa. Hiện tại, tàu quỹ đạo đã hoàn thành đợt tự kiểm tra thứ 3 trên quỹ đạo và tất cả các hệ thống đều hoạt động bình thường.
Thưa quý vị, một sự cố trong ngành hàng không đã vừa mới xảy ra. Một máy bay chở hàng của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ THY bay từ Istanbul đến thành phố Almaty của Kazakhstan hôm Chủ nhật đã hạ cánh khẩn cấp xuống Istanbul khi vô tình va phải một đàn chim ngay sau khi cất cánh từ sân bay Ataturk. Trong một thông báo, văn phòng báo chí của THY cho biết khi đang bay trên không, máy bay chở hàng B-77F đã gặp phải một đàn chim làm hỏng khung máy bay. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Ataturk sau khi xả nhiên liệu khoảng nửa giờ trên biển Marmara để đạt được trọng lượng cho phép để hạ cánh khẩn cấp. Tiếp tục là một thông tin về nạn buôn lậu động vật quý hiếm. Thưa quý vị, vừa qua, Sở Kiểm Lâm ở thành phố Cuttack nằm ở phía đông nam của Ấn Độ đã thả một con tê tê về lại với tự nhiên sau khi giải cứu nó khỏi những kẻ buôn lậu. Cán bộ Kiểm Lâm Sasmita Lenka cho biết con tê tê đang trong tình trạng ốm yếu và đã được kiểm tra sức khỏe kỹ càng trước khi thả vào rừng. Bà Lenka nói thêm rằng trong năm 2020 vừa qua, đã có 13 người bị bắt trong các vụ án liên quan đến buôn lậu tê tê. Tê tê là một trong những loài động vật được xếp vào danh sách các loài bị đe dọa trong danh sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN và thường xuyên bị buôn lậu với mục đích chính là lấy thịt, làm thuốc và làm các mặt hàng xa xỉ. Chuyển sang một thông tin khác về tình hình dân số của Hàn Quốc. Theo số liệu điều tra dân số mới nhất do Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc công bố, tính đến cuối năm 2020, nước này có dân số giảm hơn 20.800 người so với cuối năm 2019. Theo bộ này, thì trong bối cảnh tỷ lệ sinh giảm nhanh chóng, chính phủ cần phải thực hiện những thay đổi cơ bản đối với các chính sách liên quan. Dân số Hàn Quốc đã tăng lên trong mỗi 10 năm. Trước đó, mặc dù tốc độ tăng đã giảm dần từ 1,49% trong năm 2010 xuống chỉ còn 0,05% vào năm 2019. Trong năm 2020, tại nước này có 278.815 người được sinh ra, giảm 10,65% so với năm trước. Tuy nhiên, số người tử vong lại tăng 3,1% so với năm 2019, lên mức 307.764 người. Tính theo nhóm tuổi, Hàn Quốc có nhiều người ở độ tuổi 50 nhất với khoảng 8,64 triệu người, chiếm 16,7% dân số. Dữ liệu điều tra dân số cũng cho thấy số hộ gia đình ở Hàn Quốc tăng 2,72% và hiện ở mức 23.093.108 hộ. Nguyên nhân của sự gia tăng này phần lớn được cho là do sự gia tăng các hộ gia đình độc thân. Tiếp theo là một số các thông tin liên quan đến văn hóa nghệ thuật Hàn Quốc. Vào ngày 1 tháng 1 vừa qua, công ty giải trí hàng đầu nước này là SM Entertainment đã tổ chức một buổi biểu diễn trực tuyến quy tụ nhiều ngôi sao K-pop hàng đầu như EXO, Super Junior và TVXQ. Nữ ca sĩ Jaehyun của nhóm Girls' Generation, nam ca sĩ Taemin của nhóm Shinee, Super M, Red Velvet, NCT và aespa. Buổi biểu diễn có tên là SM Town Live được ghi hình trước và phát trực tuyến trên YouTube, Twitter và các trang web khác. Theo SM Entertainment, có hơn 35 triệu người hâm mộ từ 186 quốc gia đã theo dõi buổi hòa nhạc với chủ đề Văn hóa nhân vật. Cũng tại Hàn Quốc vào ngày 3 tháng 1 vừa qua, trong trang phục truyền thống là Hanbok, hai thợ lặn tại thủy cung Lotte World ở thủ đô Seoul đã cúi chào và chúc mừng năm mới khách tham quan trong làng nước trong xanh. Dưới ánh đèn vàng và xanh bí ẩn của bể kính có tên gọi là Đại Dương, lớn nhất tại Hàn Quốc với lượng nước lên tới 2.200 tấn, các thợ lặn đã bơi cùng với những chú cá đuối gai độc, cá mập và các loài cá khác cùng nhau vẫy chào du khách. Đây là năm thứ năm thủy cung Lotte World với khoảng 650 loài sinh vật biển tổ chức các buổi biểu diễn như vậy kể từ khi cơ sở này đi vào hoạt động hồi tháng 10 2014. Tuy nhiên năm nay cùng với biểu ngữ chúc mừng năm mới còn có một biểu ngữ hãy đánh bại COVID-19 một cách khôn ngoan. Và cũng khác với mọi năm, thủy cung năm nay tương đối vắng lặng do các biện pháp hạn chế ngăn chặn làn sóng dịch bệnh trong nước. Theo các quy định phòng dịch, thủy cung sẽ tổ chức sự kiện biểu diễn trong trang phục Hanbok hai lần một ngày vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần và nghỉ lễ đến hết ngày 20 tháng 2 tới. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc lại FPNC Thế giới hôm nay ngày đầu tuần. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.